kiểu ngân hàng nông nghiệp ấy, còn Bambo với Vietjet thôi, như kiểu là BIDV ấy. Hiện nay là nhà nước. Hiện nay là thế. Tuyên viên giả lắm. Ừ. Đến nơi rồi. Chứ còn những cái hãng kia nó là một tươi. Sao thế? À, ở đây. 5%. Lần đầu tiên trên cái lốc đi check in máy bay này. Bay ở đây, đây vợ chồng Kiên với Lộc được đi du lịch này, Phú Quốc này, từ phố từ trên núi đi xuống biển đây này. Cảm ơn mọi người nhớ luôn theo dõi và ủng hộ Kiên với Lộc nha, xin cảm ơn. Nó không cảm nhận được.